Dương Chuyên đâu đấy ạ. Rất vui được gặp lại các bạn ở trong video chia sẻ cái quá trình bàn giao bản vẽ của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay anh em công ty cổ phần kiến trúc Kisato chúng tôi gồm 4 người. Tôi là Lương, là giám đốc của công ty. Và đây là anh Hóa, qua lại chào mọi người đi. Chào mọi người. Và đây là anh Thành đang lái xe. Anh Hùng, đây là tôi quay cho anh Hùng. Ok. Anh Hùng chào mọi người đi. Chào mọi người. Rồi. Thì chia sẻ các bạn là hôm nay chúng tôi có đi giả bản vẽ ở bên khu vực thành phố Hưng Yên. Thì tầm buổi trưa thì có sang Thanh Hóa. Thanh Hóa xuất phát từ lúc gần 12 giờ thì bây giờ đang là 3 giờ rồi. Và còn khoảng 21 cây nữa anh Hùng quay lên trước cho mọi người xem phía đường đi Thanh Hóa. Đấy, còn khoảng 21 cây nữa là chúng tôi đến nơi. Thì đây là bộ bản vẽ biệt thự mà chúng tôi thiết kế, công ty chúng tôi thiết kế cho anh Dân, công trình biệt thự 2 tầng mái Thái. Anh Dân là vị chủ đầu tư ở khu đô thị Hoàng Anh, thành phố Thanh Hóa. Đây các bạn nhìn thấy cái bộ bản vẽ này rất dày. Bản vẽ này rất dày, nó khoảng gần 200 tờ. Và đặc biệt hiện nay thì chúng tôi là đơn vị đi đầu và tiên phong trong cái lĩnh vực ứng dụng công nghệ mới, đó là phần mềm Revit nói riêng và công nghệ BIM nói chung. Thì nói lôm la là người trong nghề hiểu đấy là cái công nghệ mới. Thì nếu mà các bạn để thiết kế cho bộ bản vẽ thì có rất là nhiều công nghệ khác nhau, rất nhiều phần mềm khác nhau. Thì hiện nay cái phần mềm Revit là cái phần mềm mới nhất và chỉ có khoảng 10% những công ty thiết kế sử dụng công nghệ này để thiết kế thôi. Và chúng tôi là đơn vị tiên phong và đi đầu đang áp dụng cái công nghệ này. Thì các bạn sẽ thấy một cái điều rất đặc biệt, đó là chúng tôi áp dụng công nghệ này để giúp cho một cái vị chủ nhà như các bạn chẳng hạn mà không làm về xây dựng, không học về xây dựng thì cũng có thể đọc và hiểu sâu được bản vẽ. Cái quan trọng ở đây là khi các bạn bỏ tiền ra thiết kế là các bạn phải đọc và hiểu được bản vẽ, từ đó thì có thể góp ý được với đơn vị thiết kế chúng tôi, có thể là cảm nhận được không gian sau này lên công trình của mình thực tế như thế nào. Và cái thứ ba nữa là có thể giám sát được chính cái người thợ thi công công trình. Nó cũng có tác dụng ngược lại, đó là giúp cho những người thợ, những người mà họ không qua trường lớp ăn học đấy ạ, thì họ cũng có thể đọc và thi công theo đúng bản vẽ được. Ok, và đây xin mời các bạn nhìn qua cái bộ bản vẽ của nhà anh Dân đây nhá. Đây thì là cái biệt thự, công trình biệt thự 3 tầng. Đây chúng tôi sẽ có ảnh màu như này cho chủ nhà nhìn. Đấy, với rất là nhiều các chi tiết trang trí. Đó. Đấy. Đây là view các mặt tiền khác nhau bằng 2D. Màu có, đen trắng có. Đấy. Đây thì tôi chia sẻ thêm các bạn công nghệ mới là trên như thế nào. Giả sử đây là bộ bản vẽ 2D là mặt bằng kiến trúc tầng 1 chẳng hạn. Thì mở sang trang là bạn sẽ thấy luôn là 3D. Đấy, là cắt toàn bộ cái khu vực tầng trên đi và chỉ để tầng 1 thôi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Đấy, ví dụ như đây bạn không biết đâu là cửa sổ, cửa đi, cầu thang. Nếu mà cái Dân mà không làm về xây dựng thì chịu chết, đúng không ạ? Nhìn đây, hóa ra đây cửa đi vào sảnh này. Đây là ghế này, đây là phòng khách, đây là cầu thang này, đây là nhà vệ sinh này, đây là bàn bếp này, đấy chứ. Đấy, cứ 2D, 3D thì chúng tôi có view 3D các hướng để cho bạn nhìn. Đây, màn hình kiến trúc 2D. Chỉ có 3D của tầng 2. 3D tầng 2. Đây là áp mái. Đây có 3D của áp mái. 3D áp mái. Mặt bằng kiến trúc tầng mái 2D. Có 3D. Đấy, như này các bạn không có lý do gì là không thể hiểu được cái bản vẽ này cả. Đây mặt bằng bố trí nội thất của các tầng luôn. Đây mặt đứng 2D. Nhìn này các bạn chịu chết. Không biết là kẻ chỉ gờ lõm như thế nào, phào phiếc cho trí ra sao, nhưng mà nhìn ra đây là 3D luôn, rất là thực tế. 2D thì có 3D. Đấy, cứ như vậy. Ví dụ mặt cắt này chẳng hạn. Đấy nhá, mặt cắt dưới dạng 2D đây, 2D đây thì là sẽ có mặt cắt dưới dạng 3D cho các bạn nhìn luôn, để cắt sẵn qua nhà. Đấy, thì các bạn không có lý do gì là không thể hiểu được bản vẽ này, đúng không ạ? 2D, 3D đấy, thậm chí là những cái chi tiết cầu thang như này chúng tôi có này. Đây, vệ sinh. Cầu thang đây. Cầu thang dưới 2D đây. Cầu thang 3D đây. Đó. Rất chi tiết, sảnh trang trí. Trụ. Rồi, ok, rất đầy đủ, nó gồm cả kiến trúc kết cấu điện nước. Thì nếu mà các bạn là những người thiết kế đặc biệt ở các cái tỉnh thành khác nhau mà cần những cái đơn vị tiên phong áp dụng những công nghệ mới như này để mang lại giá trị thêm cho bộ bản vẽ của bạn, thì bạn có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Thì hiện nay chúng tôi có thể phục vụ bạn ở bất kỳ tỉnh thành nào đó, thì chúng tôi sẽ đến tận nơi, giống như một đoàn hôm nay chúng tôi đi này,
chúng tôi sẽ dùng những công nghệ hiện đại nhất để khảo sát về địa chất, địa hình, các cái đầu cấp về điện, nước cũng như là yếu tố về phong thủy cho bạn, sau đó là lên cho bạn một cái bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ như thế này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái chia sẻ tiếp theo. Xin chào. Ok. Khả năng hay không? Vâng, chúng tôi đang chuẩn bị đến công trình của nhà anh Dân giao bản vẽ. Thì trước đó là chúng tôi đã gửi cho anh toàn bộ phần móng này, anh làm móng trước rồi. Anh đã khởi rồi. Đấy, ô tô trắng. Không, tí cầm cho anh bản vẽ nhá. Một cái đằng sau nữa nhá. Hai bộ ở đằng sau. Giống nhau. Đây, nhà này đang xây. Không, đây là cái lán. À, hai nhà đúng không? Tích quà đi không, anh ấy đi mất. Đấy, ok, đang lập lán rồi đấy. Đây, chắc là bố anh Dần. Đi, đây. Ây da. Rồi, chúng tôi đến nơi rồi. Hiện đây thì hôm nay xuống thì chúng tôi kiểm tra móng luôn cho anh Dân. Anh em kỹ sạch đâu rồi. Đội mũ vào. Đứng lại. Cởi luôn áo trong, phát từ ngoài. Ông mặc vào cho nó ấy. Vâng, xin chào các bạn, sau đây là quá trình giao bản vẽ cho gia chủ với của công ty của chúng tôi. Chủ nhà đã tới rồi. Anh chủ nhà. Bản màu đó, đưa các bạn. Đây. Hai chú kia. Sao anh đưa cho thợ cái bản không màu nhé. Đây, đây còn màu. Em tao thấy chú này mẹ đi đâu rồi, lình mạng đấy. Theo dõi chú từng bước một đi. Chú cứ thế là chú lình vẫn là nhảy luôn máy anh ạ. Dày quá, hai D mà đi. Đơn vị khác nó mỏng, chỉ có hai D. Tất cả nhà thì cứ thế làm theo cả cổng đổ. Đây là cái phần trang trí thợ nên là đúng rồi, nhà này thì nó tặng vẽ nhiều đấy. Kiến trúc nó rồi. Mẹ ăn mình thì cái nhà tôi nhà. Nhà mình cái khác đó nhìn đó. Chú là mà đây nó có cái gì không? Không.